chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ đi cầm vị tướng Quillen nha các bạn. Đi đừng dừng cho các bạn xem coi. Tại vì mình lâu rồi không chơi con tướng này. Chắc nó cũng phải cầm cỡ mấy tuần rồi đấy, 2-3 tuần rồi sao ấy. Vị tướng Quillen thì mình cũng ngày xưa hay chơi lắm các bạn. Con này đi vét nó hơi bị phê luôn. Nhưng mà cái trận này team mình không có đỡ đòn nào các bạn ạ. Căng lắm luôn á. Lúc đầu tưởng cái ông S5 và ông ấy đi support bằng Arum mình thấy êm rồi. Thế mèo là đến phút cuối này đổi qua Alice các bạn ạ. Thì nói chung ạ, Alice thì cũng được thôi. Nhưng mà chắc không biết trận này có vét được không đây. Team bạn thì khá là trâu và bò. Có Toro này à. Vera này cũng khó vét này. Vera có cái skin đẹp thế nhờ. Thấy như cái skin nó được được tặng ra làm nhiệm vụ hay gì nhỉ, mình cũng không biết nữa. Để thấy có bạn bình luận kêu mình làm clip về vị tướng Vera ấy, skin mới đi, phải làm nhiệm vụ mới sao ấy. Mình thì mình cũng không có quan tâm quá đến cái nhiệm vụ, chảy vét vào chơi mình game, mình vào đấu hạng cho vui thôi. Chứ mấy cái nhiệm vụ thì mình không quan tâm lắm anh em ạ. Để mình coi thử coi nếu mà được thì mình kiếm cái skin test cho anh em xem. Trời ơi, ở đường dưới kìa. Iri với cả vị tướng Yena đánh nhau y xèo ai. Bên trên thì cũng y xèo xèo y luôn. Bên này cấp 4 rồi nè. Wow. Trận này có lẽ thơm nhất có lẽ sẽ là vị tướng Vera các bạn ạ. Cả team bạn mình thấy thơm nhất đấy. Tại vì, úi dồi ôi. Team bạn có rừng Ryoma khói nhai này. Hayate thì nó cơ động này. Còn Toro thì trâu bò này. Đây rồi, kèo thơm của tôi, kèo thơm. Trời ơi, tốc biến à. Trời ơi, xem nó thì em hốt được một kill rồi. Nó tốc biến mất tiêu. Xui thiệt chứ anh em. Tèm bạn có lẽ Vera là thơm nhất. Nhưng mà thơm, nó lại nó lại cũng không thơm lắm anh em ạ. Nó có chiêu 2 làm choáng, nó dồn combo. Khả năng là teo mình luôn ấy. Hơi bị ghê. Airi tài kìa. Ôi giời ơi, thấy bạn ấy cũng sung lắm mà hổ báo cáo trồn lắm mà lại bị vị tướng Yena nó hốt hàng à. Không biết luôn á. Chắc đi gánh Airi phát nha anh em. Đánh nhau đi, đánh nhau. Hai bạn đánh nhau, Ủa? Ủa, tôi bắt đầu ai? Mình thấy cái thanh niên Yena nó còn đầy cái máu mà. Khả năng là nó sẽ không... À, nó chạy ra đường giữa anh em ạ. Wow. Hay nhờ. Được đấy, Bây giờ mình không có ở đường dưới nữa. Không biết có Airi có chịu nổi nhiệt không đây. Yena này. Wow, hai bên gọi là solo kill với nhau cũng ác liệt phết nhờ. Ryoma gánh luôn. Quá là ghê. Rồi, thắng bại do gọi là tại kỹ năng thôi. Mình sẽ bỏ qua bạn ấy luôn. Tại vì bây giờ mình ở trên này, nước xa không thể cứu được lửa gần anh em ạ. Mình xa bạn ấy quá. Tự lực cánh sinh đi bạn ơi. Mình đang măn me ở đứng giữa mà sao cái thằng Vera nó khôn phết. À, Ryoma kìa. Anh em cẩn thận. Đấy, đây, mình tới đây, đánh nhau đi. Hai ba, đánh nhau. Đây rồi, Vera team bạn đây rồi, kèo thơm, mày xem ra đây. Bập. Ui da, làm choáng tôi nữa chứ. Choáng quá anh em ạ. Ui dồi ôi. Chưa có cái ấy, mé cái thằng cái thằng Hayate này, mày đứng mà xoay xoay nè. Trời ơi, có chiêu cuối cho đây nè anh em. Mình đang đợi, ý, kèo thơm, chạy. Nó bị làm sáng choáng rồi tùm lum cái gì. Có chiêu cuối mà không xài được. Đậu săn. Choáng chiêu 2 của Ryoma. Cái nhờ. Và đấy mà mình có giày kiên cường là mình chạy rồi. Dừng ngu ngu sao ý. Hả? What? Bạn nói gì vậy? Bạn nói mình ngu ngu sao á hả? Bạn hơi bị sai lầm rồi đó. Do phát đó mình đen thôi nghe chưa. Mình bị dính choáng của nó. Mình không chạy được. Mình không bật chiêu cuối được chứ. Mình ăn được mạng của Hayate rồi mà. Mình có hồi chiêu cuối rồi mà bấm không được các bạn ạ. Không chạy được. Nó bị choáng quá choáng rồi. Chưa có giày kiên cường ấy. Đợi chút có giày kiên cường là tha hồ mà mình quẩy à. Đây. Đây rồi. Đừng có bước rơi động rừng anh em ạ. Mình sẽ đứng đây kiểu như mà mình gọi là đợi cho team bạn nó lấn sâu vào cái đá này là team nó sẽ băng trụ anh em ạ. Mà một khi băng trụ thì băng trụ. Đúng rồi. Hãy xem ta đây. Nén. Mày hả mày. Hư nè. Băng trụ nè. Trời ơi quả cầu băng xương. Quả cầu băng xương với ai. Bạn mít đây.
Bạn nói cái gì đi bạn? Bạn nói gì đi bạn Mỹ đây? Nói gì đi? Nghĩ làm sao cơ, mới vào đã bảo dừng ngu ngu. Vãi cả ngu ngu ạ. Trời ơi, người ta đánh hay cớ này là bảo ngu ngu anh em ạ. Giời. Kỳ cục ghê đó. Trời ơi, mẹ mấy thằng bên kia nó đẩy nhà quá kìa. Chém mày luôn này. Rồi, choáng quá choáng rồi, chạy. Trời ơi, mẹ đéo chạy được anh em ạ. Nó đông thế. Có thể kiên cường mà chạy không được luôn. Support em mình trái chịu ra hỗ trợ mít gì hết trơn vậy. Mà đứng đấy mà ăn rồng nữa chứ. Ra hỗ trợ mít đi, nó ăn hết mít rồi kìa. Khoan đến nếu mà mình không ra, khả năng các bạn nó đập trụ mít luôn. Có người đâu mà ăn rồng, trời ơi. Alice đứng im chờ AD chết luôn. Đẳng cấp. Mình tưởng phát đấy mình không chết được cơ, nhưng mà ai ngờ đâu, hai thằng nó dồn đam ghê quá. Chém nó mà nó không xi nhê, cái là mình xi nhê các bạn ạ. Ôi nhưng mình ăn nhì anh em ơi, cứ từ từ bình tĩnh thôi. Ai đi cho mình có vẻ thất thế hơn so với Yena. Dứt nó anh em. Dứt nè, chứng chỉ được rồi nè. Dứt nó đi, dứt nó. Trời ơi, ai đi teo luôn, thế bị đau chứ. Căng nhỏ. Căng phết đấy anh em ạ. Chuyện này không phải giọng vừa đâu. Khó khăn chồng chất đấy. Anh em xem clip của mình chưa like cho mình một like với nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nha. Mình chơi cùi cùi gà gà vậy thôi á. Nhưng mà nhiều trận gánh tem cũng ghê gớm phết. Trận này chắc lại phải thể hiện kỹ năng gánh tem cho anh em xem này. Cái tem mình hơi bị phế đấy. Ui, Airy 03 rồi kìa. Wow. Hayate đã hạ gục Van Heel rồi. Hên ông Van Heel ông vớt vát lại được. Hèo. Hôm nay úp clip hơi trễ. Tại hôm qua mình live stream hơi muộn anh em ạ. Đâm ra ngủ dậy muộn quá. Mày hả Vera? Vera nè. Vera nó chỉ cần mất chiêu 2 thôi là mình vào mình xử nó liền các bạn. Mình chỉ ngán cái chiêu 2 của nó thôi. Tại vì nếu mà nó có chiêu 2 mà mình còn ít máu ấy, nó gồm combo là mình đi luôn ấy. Đầy cây máu thì nó dồn không chết đâu. Nhưng mà trong trường hợp mình còn nửa cây ấy, khả năng là đi ngay lập tức luôn. Tại vì anh em cũng biết rồi đấy, cái con tướng Vera nó dồn combo đau lắm. Máu của vị tướng Quelen này thì nó cũng không được nhiều ấy các bạn. Máu của nó giấy lắm. Đam to mà máu giấy. Ấy à. Mày. Có con Kasa luôn, ok. Lắm. Mày hả mày? Ui, mình sẽ đả thả cái con rồng lên bên trên nha, tại vì các bạn nó. Trời ơi, cái địch mạnh ấy trên nó tốc biến nó quốc tôi luôn à. Ủa, nãy mình nãy mình rõ ràng thả cái con Kasa này lên trên mà. Ôi đù, mất luôn cái trụ trên này. Trời ơi, rõ ràng là mình thả lên trên mà tại sao nó chạy ra đường dưới ta? Lỗi lầm gì à? What the fuck? Ôi. Ảo tí nhờ. Thôi chết tôi rồi. Chả hiểu kiểu gì anh em ạ. Mẹ mất cái trụ bên trên nhảm thiệt chứ. Nhức thằng Vera luôn bạn. Hay là mình bấm nhầm ra đường giữa ta. Mẹ chán. Đấy các bạn nó đang càn lên bên trên như vậy là mình thả con Kasa ra là mình sẽ không mất cái trụ ấy đâu. Tại vì cái con Kasa nó trưởng một cái là nó hết cái đám lính nó luôn. Ai à. Nào. Mẹ bị cái thằng Vera nó tốc biến nó dồn combo phát một các bạn ạ. Không kịp trở tay mới nhìn thấy nó mà phát nó tốc biến nó quăng mình liền. Không chạy được. Nhanh quá, nó tốc biến nhanh quá, quá nhanh quá, nguy hiểm luôn. Toàn. Em mình máu giấy quá anh em ơi. Không có ai mà kiểu combat rồi mà lâu về dài á. Combat vào trong combat, con Quelen này nó là thuộc dạng con tướng chiếm lén các bạn ạ.
cứ đợi tem mình với tem bạn nó kiểu combat đi, hai tem la vào dạ, đánh nhau ấy, xong rồi mình vào mình vét thôi mình ngon, chứ còn nếu như mà mình gọi là ấy quá không được, tem mà giấy quá mình lao vào là mình chết ngay. Vera kìa, Vera mình rén cái chiêu 2 của nó quá. Quả hất tung được là hay. Ai chà, ai chà, ảo tưởng sức mạnh à, lao vào cả đám người ta hả? Mày hả bưởi? Dớt bạn luôn. Bớt ảo tưởng giùm mình nha. Rồi, bé bò. Bé bò hư quá rồi, hai te kìa anh em ơi. Chém nó. Mấy về ra nữa kìa. Trời ơi, thốn, thôi đi về. Như mì ăn nhì. Về cái đây thôi. Bập lấm bập. Ai chà. Bây giờ làm sao? Ai chà. Tèo nó đang ăn tính ăn ca sa anh em ạ, cho mình ra phá. Ui kiểu thơm kìa anh em. Nhất một vô, không có vô tí nào. Kỳ vậy. Chán gì ta? Em không vô được ta. Kìa. Đúng rồi. Hay. Yena đang tính trụng trụ à? Thế mình đang lại tính ăn ca sa anh em ơi. Có ăn được không đây? Rút. Ăn nhanh dạ. Ôi giời ơi, coi ca sa ăn quá nhanh luôn. Chơi nó lùng vang heo lao lên túc của nó luôn kìa. Quan heo theo mình đang được bắn anh em ạ. Quan heo mà nó được bắn thì nó là bá đạo rồi các bạn. Sợ nó không được bắn thôi. Đây. Vera này mày hả mày? Bắn đi đúng rồi. Bắn đi. Xa mình quá. Đã vậy còn tốc biến chạy nữa, chứ không tốc biến thì thằng Vera chết chắc với mình rồi. Mày hả bưởi? Vô đây Toro. Bé bò ảo tưởng sức mạnh là đây chứ đâu. Thừa thắng là xông lên luôn anh em. Bắn trụ đi anh em, tay dài bắn trụ đi. Tay của mình ngắn xíu à, mình vô mình đập trụ nó cũng bẻ cổ mình luôn á. Thôi đập đây, con hàng, mình chạy hết trơn luôn rồi chạy. Thắng được không? Thắng không được ấy chứ, tem bạn nó còn 3-4 thằng lận mà. Tem bạn nó còn đông lắm. Không có lính chết rồi. Đây rồi, tí nữa thì ăn được em nữa rồi. Tem mình Airi tự dưng đánh ghê vậy trời. Cái ông Airi lúc đầu đánh phế các bạn, không ba luôn. Mà bây giờ xanh vãi nồi. Hayate, mày hả mày? Đi đâu? Rồi xong, tem bạn toang rồi. Xong phi luôn, kết thúc trận đấu luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Lúc đầu tem mình nó hơi phế tí, nhưng mà phút cuối Airi nó chắc được ai chơi dùm hay sao. Đánh kinh vãi. Win luôn, ngon.